Xin chào quý vị, các bạn, cô chú, anh chị. Hôm nay thì STV Khám Phá đến nhà của chú Khánh. Hôm nay thì có một tin vui, đó là chị Kim Tuyết ở Cao Lãnh Đồng Tháp đó, có gửi cho con 2 triệu và nhờ con là mua cái bộ bàn ghế với bộ tách ly thủy tinh là tặng cho gia đình đó. Mình có bộ bàn ghế mới bà ơi. Dạ, chị Kim Tuyết ở Cao Lãnh Đồng Tháp á, là mua tặng, chị gửi 2 triệu là mua tặng cho bà là một bộ bàn ghế inox với lại một bộ ly thủy tinh luôn. 2 triệu gửi tặng mua cái bộ bàn ghế inox này rất là đẹp nè, rồi bộ ly thủy tinh luôn đó. Cảm ơn. Dạ, chị Tuyết ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Dạ rồi, bây giờ là mình chắc mình đem vô nhà luôn hả bà? Mình để chỗ này nè chú. Dạ, mình để ngay chân cháu vào cái phòng trước nè. Dạ. Chú nè, khỏe không chú? Chú khỏe không? Khỏe không? Không xong điếu thuốc. Chú mới về 3 ngày hả chú? Chú mới về 3 ngày. Dạ, dạ. Ủa vậy là mình để lại ở đây ha, mình về qua đây hả? Không, cái quê này làm cái ấy để lên đây. À, mình để đây cho tiện hơn hả? Rồi bắt đầu để bàn ngay đây nè. Dạ. Đúng rồi, để bàn ngay đây. Dạ. Dạ. Mình để bàn ngay đây ha ta, đúng rồi. Mà để bạn ở đây đang có khách đồ vô á. Dạ. Họ đem vô. Hôm nay là ngay ngày Tết luôn. Đồ mới luôn. Dạ. Đây nè. Dạ. Nói nực hả bà? Dạ. Đây là hôm nay là nhà bà là có chỉnh lại chút cái giường, là mình về qua bên đây. Đó. Rồi cái tivi mình để qua đây thoáng được. Dạ, thoáng. Nhìn thấy thoáng. Em cảm ơn anh ơi, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Thấy em hả? Rồi em cảm ơn anh nha. Có gặp em trong tivi hả? Này, cái bộ ly thủy tinh đẹp quá chừng luôn, con lựa. Dạ, bộ ly thủy tinh đó bà. Đây nè, nguyên cái bộ ly thủy tinh. Dạ. Dạ. Ồ, đây nè. Có cái con có mua cái khăn trải bàn luôn. Cái này là mình tháo cái lớp màu xanh này ra chú ơi, để lâu nó bị sét á. Mình tháo ra mình gắn cái khăn trải bàn lên. Đó. Dạ, cái này là chị Tuyết ở Cao Lãnh Đồng Tháp á bà, gửi tặng cho mình là cái bộ bàn này với cái bộ ly thủy tinh này luôn á. Dạ. Dạ. Gửi lời thăm, gửi lời cảm ơn chị Tuyết nhiều. Dạ. Dạ. Gia đình cũng dạ. Cảm ơn chị Tuyết nhiều. Dạ. Chị Tuyết cũng xem về gia đình mình nhiều lắm. Dạ. Hôm nay là tại chị Tuyết thấy nhà mình không có bàn rồi đó, khách khứa không có lợi, cái chị Tuyết là gửi cho con tiền để con mua. Chị Tuyết dặn là mua bộ bàn này với ly lại cho gửi cho bà. Không dám nói gì đó, cảm ơn bây giờ. Dạ. Không có bạn có gì cô đã cho nó mừng lắm á. Có dạ. Khách lại ăn ngồi. Dạ. cảm ơn nhiều. Dạ. Đây là cái khăn trải bàn đây nè chú. Mình chảy này lên. Ăn theo. Rồi, chú gỡ với cái bộ ly này ra chứ. À. 10 cái ghế, 10 cái ghế. Dạ. 10 cái ghế. Đây nhà chú là lấy là bước vào và đầu tiên là sẽ thấy một cái bàn có khách khứa lại ngồi nói chuyện đó, cái bộ ly thủy tinh nè. Đây. Đó. Đó, quá đẹp luôn. Ở đây quý vị ơi, đây là nhà chú là có bộ bàn INOX, cái bộ ly mới. Cũng rất là chân thành cảm ơn là chị Kim Tuyết ở Cao Lãnh Đồng Tháp, chị đã gửi tặng 2 triệu và chị của nhà mình là mua nguyên cái bộ bàn INOX này, bàn ghế INOX, bộ bàn và 10 ghế INOX và một bộ ly thủy tinh để em xuống nhà chú. Và hôm nay thì có bộ bàn thì nhìn nhà cũng dạ tươm tất hơn. Rất là cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã luôn đồng hành cùng với kênh STV Khám Phá, cũng như là chị rất là thương và đồng cảm với hoàn cảnh của chú Khánh. Đẹp không bà? Dạ, bà mừng lắm. Dạ, đúng rồi, dạ. Mình cúng quải cũng được hay bà ha? Dạ. Bà qua đây ngồi vậy bà, qua đây ngồi. Đó, bà qua ngồi nè. Đây, bà ngồi trên bộ bàn này nè. Cơm với gì vậy? Cù lao. Ăn với cù lao. Ăn được nhiều không chú? Nhiều. Cậu ăn được mấy chén? Cậu? Ăn được mấy chén? Sáng có đi chợ uống cà phê không bữa nay? Có đi ăn hủ tiếu không? Ăn hủ tiếu thôi. Bữa nào em xuống sớm em chở mang chợ ăn hủ tiếu. Dạ. Sáng ăn phở. Dạ. Ủa vậy sáng đi ăn phở gói ra chợ hả chú? Không có ăn phở gói đem về cho mấy chục gói. Dạ dạ dạ. Chú ngồi uống nước nè. Bánh gì ta? Chú ăn bánh gì ta? Bánh tét chiên. Bánh tét chiên. Dạ dạ dạ. Da bữa nay thấy mở ra ha. Mở ra. Ăn được. Dạ dạ. Mà tóc bữa nay hơi nhiều rồi đó. Đợi đi cắt hôm qua chắc chở đi cắt không chịu cắt. Vậy hả? Dạ. Đi hết tóc rồi không chịu. Dạ. Bữa nay cậu quay vậy á, con cũng thay mặt gia đình bà ngoại với cậu nè, cảm ơn dì Tuyết bữa nay mua cho bộ bàn với ghế đó. Dạ. Chúc cho gia đình hạnh phúc đi. Dạ. Rồi. Sức khỏe dồi dào. Dạ. Lòng ăn phát tài phát thạc quá. Dạ. Rồi. Dì Tuyết mà nghe chắc dì vui lắm. Dạ. Dạ. Con là cháu ngoại đó. Dạ. Dạ. Cháu ngoại. Dạ. Dạ. Không biết nói gì hơn nữa vậy. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Gì? Đau có. Hãy chưa? Hỏi anh hai.